Gấm Đổ xin chào cả nhà. Video hôm nay chủ yếu gấm phe một số hình ảnh của vườn rau nhà gấm, và đặc biệt có một cây dưa gan năm nay gấm trồng mà nó chui vô cái hốc kẹt ấy cả nhà. Có một trái nó chui vô kẹt bá đạo lắm. Mời cả nhà hãy theo chân gấm tham quan vườn rau và ngắm cây dưa gan nhà gấm nhé. Đây cả nhà ơi, trước khi đi ngắm cây dưa gan thì mời cả nhà xem. Đây là cẩm tím với cả nhà. Cẩm tím mình để nấu xôi ấy. Gấm ương vô bầu, rồi gấm để trong cái gỗ lớn ấy. Đây nè, mỗi bầu bầu vậy đó. Đấy, cẩm tím để bán cho khách đi cả nhà. Này, đây là hoa của cây dưa gan ấy cả nhà. Màu vàng sáng chói đẹp gì đâu á, sáng ra là ngồi ngắm nó à. Còn đây là dưa gan đây cả nhà. Đấy, cái mắt của nó có trái rồi đó, hoa cái đó, nhìn thấy cưng lắm. Sáng ra ngắm, đây một trái nè, đó. Cái gỗ gấm để mấy chậu cẩm tím với cả nhà, mà nó chui vô nè, đây. Để gõ lên cho cả nhà xem, thấy. Dưa gan nó chui vô cái gỗ luôn ấy cả nhà. Đây nè, lu bu gấm đâu có biết đâu, không có hay luôn ấy. Nó chui hồi nào vô không có hay. Đây nè cả nhà xem cái cuốn nó nè, đó, cái cuốn nó chui vô vậy đó, lu bu không có để ý. Xong mà tự nhiên hôm nay đi ra mới phát hiện là ui chui chơ, nó dính cứ ngắt luôn rồi, không có đẩy ra được. Đây, nó dính cứ ngắt luôn ấy cả nhà, gấm không có đẩy ra được luôn. Đây nè, đây còn đít ổng đây, ổng chu đít đây đó, mà nó dính cứ ngắt à, gấm đẩy không ra luôn. Rồi bây giờ gấm cứ đẩy vậy thôi chứ giờ không dám làm mạnh tay nó, sợ làm mạnh tay đây rồi nó dập nó hư thì uổng, tại gấm trồng có con cây thôi à. Đó, có con túm hấm vậy đó mà nó bò cái đây nè, cái gốc nó nhỏ xíu vậy đó cả nhà, có con gốc gốc nhỏ xíu mà trồng một dây dưa gan với một dây dưa hấu. Đây, cái này dưa hấu đây, dưa hấu có trái này. Đây đó, cưng lắm luôn ấy. Nhà người ta trồng nhiều á thì không biết sao, chứ nhà gấm trồng mỗi loại được con cây, tại không có đất nhiều nên trồng không có diện tích, nên là trồng mỗi loại có con cây mà trồng. Ui đây nó có con trái nữa này cả nhà. Trái này là chắc đậu rồi đó. Trái kia thì hên xui, còn trái này là đậu rồi đó. Để gắm kiếm cái gì lót nó lên mới được. Đấy, nhà không có đất nên là mà con cái đông, cho nó chen chút với nhau. Một phần là do tại gắm yêu thích trồng cây á cả nhà, cứ thấy cây của Việt Nam là gắm mua về trồng, nhất định phải mua về trồng. Ham trồng cây lắm, có nhiều loại á gắp không có ăn luôn ấy, nhưng mà cũng mua về trồng nữa, ham hố vậy á. Quay lại cây dưa gan, cả nhà dự đoán thử xem cây này liệu có đậu trái không cả nhà. Cái trái này này, đấy, nó nằm nó chui vô hốc như vậy thì liệu là nó có đậu không. Giờ gấm cứ để nguyên vậy thôi chứ gấm cũng không có đẩy nó ra làm gì, sợ đẩy ra đây rồi nó dập cái cuốn ấy rồi nó hư. Mà ở giai đoạn này nhìn cũng chưa biết là nó sẽ đậu trái hay không, nên là giờ cứ chờ thôi nhé cả nhà. Cả nhà hãy theo chân gấm đợi chờ nó nhé. Tập sau gấm sẽ quay cho cả nhà xem kết quả của trái này nó sẽ như thế nào nhé. Cả nhà hãy theo dõi kênh của gấm bằng cách là đăng ký kênh và ấn vào cái chuông để nhận được thông báo khi gấm ra video mới. Tập sau nhất định gấm sẽ quay cho cả nhà xem kết quả của trái dưa gan. Hứa hẹn tập sau sẽ cho cả nhà một sự bất ngờ về trái dưa gan này nhé. Kế tiếp mời cả nhà ngắm cây khổ qua nhà gấm. Đây, ở quê gấm thì gọi là khổ qua, nhưng mà mọi người thì gọi là mướp đắng nữa ấy cả nhà. Gấm trồng cái này cho nó leo lên cửa sổ ấy, nó leo lên cửa sổ đằng che nắng, mùa hè ở Nhật nóng lắm cả nhà, nên là trồng cho nó che bớt nắng lại. Đây, trồng có một cây mà nó bò lên vậy đó, tốt lắm luôn ấy, trái lủng lẳng như mấy lợn con. Đây,
sai trái lắm cả nhà, có ăn cây thôi ấy. Còn đây thì chỗ này thì là chanh, chanh gấm ương ấy, chanh xanh của Việt Nam gấm ương từ hạt để bán cho khách đấy cả nhà. Này là chanh xanh Việt Nam đó. Đây còn này khổ qua đấy, trái lủng lẳng lủng lẳng, nhìn thấy cưng lắm, từ trong nhà nhìn ra cửa sổ nhìn thấy cưng lắm. Đây cả nhà, còn đây, đây là hoa cúc bất tử ấy cả nhà. Ôi ngày xưa đi Đà Lạt thấy họ bán trong cái giỏ hoa ấy, nhưng mà là hoa khô, người người ta gọi là hoa cúc bất tử, nhưng mà gắm đâu có biết đâu, tưởng đó là hoa giả không à. Ai ngờ đâu giờ qua đây trồng gieo, mua hạt hoa về gieo thì mới thấy là đây, ui nó là hoa cúc bất tử đấy. Này là ớt đây. Ớt đây nhà nè. Ui 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 ui, hai hà ờ tiền giao mà thôi, tiền giao nằm buồn á hả, nằm buồn hả, nằm buồn hả con, nằm ở ngoài chơi hả? Anh Hai ơi, anh Hai à con hả, đã tỏ vô không con, vô anh Hai, anh hái một đống cà chua, anh không ăn mà anh hái. Đây cái này là cà chua bi với cả nhà, nó màu vàng, khi chín nó màu vàng. Mời gắm chồng nhà, có mình gắm ăn là không ai ăn hết trơn ấy, chồng gắm không ăn, thằng nhóc nhỏ con nhà gắm nó cũng không ăn luôn. Hôm bữa hái cho nó ăn trái, nó cắn vô xong cái nó è ra, xong là từ đó tới sau không ăn, cho cũng không thèm ăn, mà thấy thì thích hái, cứ thấy là hái à, thấy trái vàng là hái khoái lắm. Còn đây tía tô ấy cả nhà, đây tía tô mà bị cầu cào nó phá nó ăn đây nè cả nhà xem, nó ăn te tua vậy luôn ấy. Tại nhà gắm không có phun thuốc, không có gãi thuốc ấy, nên là tía cầu cào nhiều dữ lắm, chồng mà phải bao lứ là không bao là bị nó vô nó phá. Đây cả nhà xem, nó ẻm đây, nó phá nó ăn kinh khủng luôn ấy. Còn đây là cây ớt, không có chỗ trồng, gắm trồng đại vô hốc kẹt á, nên em không có phát triển lớn được, mà trái rồi đó, trái nặng ngã cây luôn. Còn này là lá lốt với cả nhà, lá lốt gắm ương để bán cho khách đi, nãy bữa nay nó ra lá rồi.